Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Sáng sớm thứ Tư ngày 16 tháng 10 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh. Hồi chiều tối hôm qua tôi đã về tới thành phố Hồ Chí Minh. Thì khoảng khuya tôi nhận được một tin nhắn của một người rất ủng hộ tôi. Người này nhắn tin như sau: Anh Hùng ơi, tôi rất ngưỡng mộ và ủng hộ sư Minh Tuệ. Tôi cũng rất ngưỡng mộ và ủng hộ anh Hùng. Và tôi cũng rất ngưỡng mộ và ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng sau khi bà Nguyễn Phương Hằng ra khỏi tù, thì bà Nguyễn Phương Hằng có phát ngôn mà chính anh Hùng có làm clip nói rằng đợi thì mới có sự trả lời. Nhưng tôi thì tôi phân vân lắm. Vì nếu mà có chuyện gì đó thì ba người mà tôi ngưỡng mộ, ủng hộ là sư Minh Tuệ, anh Hùng và cô Phương Hằng, thì có lẽ là tôi bị tan nát trong lòng. Thế phân vân thứ nhất của tôi, CEO Nguyễn Phương Hằng lên trên clip nói rằng là cô ấy đang ở trên đỉnh cao, không có dạy gì mà úp mặt xuống. Đỉnh cao như thế là như thế nào anh Hùng? Khi mà cô ấy mới ở tù ra thôi, sao gọi là đỉnh cao? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là cô Nguyễn Phương Hằng nói là cô ấy mà quất sư Minh Tuệ thì không có trật phát nào đâu nha. Đã quất là không có trật phát nào. Thì câu đó có nghĩa là gì? Mà nếu phần thứ ba, khi mà cô Phương Hằng kỳ tới livestream nói những gì về sư Minh Tuệ đó, thì anh Hùng có bênh vực sư Minh Tuệ hay không? Và nếu mà cô Nguyễn Phương Hằng nói đúng thì anh Hùng bênh vực như vậy là cái gì? Tôi chưa có trả lời cho người đó. Nhưng hôm nay tôi xin mạo phép mượn kênh của tôi để trả lời. Thứ nhất thì ở trên đỉnh cao không có úp mặt xuống. Nghĩa là gì? Trước khi nói nghĩa là gì của cô Phương Hằng thì tôi nói về quan điểm của bên Thiên Chúa Giáo. Bên Thiên Chúa Giáo, Đức Giê-xu nói ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Đó là lời của Đức Giê-xu khi nói với những người đi theo để nghe. Quan điểm của Phật giáo thì vấn đề tham sân si, khi mà con người rơi vào chữ đây là chữ sân. Sân là nó nằm ở trong. Khi mà mình cho rằng mình là cái gì ghê gớm lắm, là cái tôi của vũ trụ, thì mình rơi vào chữ sân. Dầu rằng mình muốn giúp đời, nhưng mình rơi vào chữ sân thì nó sẽ dẫn mình đi tới những điều quá trớn. Như bên Thiên Chúa Giáo nhận định là tội kiêu căng là tội phá hoại ơn phước của mình, làm cho mình từ một thiên thần biến thành quỷ dữ. Như câu chuyện của Lucifer. Lucifer nghĩa là người mang ánh sáng, là thiên thần sáng láng nhất, là đứng đầu. Nhưng khi Lucifer kiêu căng, nghĩ rằng mình tốt như thế, mình có thể ngang bằng được Thượng Đế, thì sao? Lucifer đã bị rớt đài, rớt xuống trở thành quỷ dữ, gọi là quỷ Lucifer bây giờ. Mặc dầu nguyên thủy của chữ Lucifer là người mang ánh sáng. Nên khi mà cô Nguyễn Phương Hằng tuyên bố là mình ở trên cao, rất là cao rồi, không thể nào mà rớt xuống được,
thì lời tuyên bố đó theo tôi thì là bị sân. Và nếu có ai làm một thăm dò dư luận thì tôi tin rằng điểm của CEO Nguyễn Phương Hằng rớt xuống rất là nặng qua câu phát ngôn mở ngoặc đóng ngoặc rất kiêu căng hách dịch vừa rồi. Cô Nguyễn Phương Hằng có thể có một số tiền và làm việc từ thiện, làm việc bác ái giúp đời. Đó là một chuyện tốt. Nhưng bên Thiên Chúa Giáo có quan điểm tiền tài vật chất là do Thượng Đế ban. Mình cũng chỉ là người quản lý, làm trung gian để phân phát lại cho người khác. Và vì quan điểm như vậy nên chúng ta thấy có nhiều người giàu có và họ làm phước nhưng họ không bao giờ nói ra. Họ cho rằng việc nói ra như vậy làm cho họ bị mất phước. Ngay chính bên Phật giáo cũng có nhiều người có quan điểm như vậy luôn. Đã làm phước thì không có huân hoang tự đắc mình là người giúp đời. Tôi nói thí dụ thôi, ở bên Hồng Kông, tài tử Châu Nhuận Phát là người rất nổi tiếng. Vừa nổi tiếng, vừa có tiền. Và Châu Nhuận Phát đã dành số tiền khổng lồ, tôi tin rằng còn nhiều hơn cả cô Nguyễn Phương Hằng, cho các việc từ thiện. Và ông đi làm cũng không cần có một chiếc xe nữa. Ông để lại tài sản cho các việc từ thiện, không để lại cho con cháu của ông ấy luôn, cũng không bao giờ huân hoang. Ở bên Mỹ, tỷ phú Warren Buffett, ông làm không biết bao nhiêu việc từ thiện giúp đời. Và tôi tin rằng tỷ phú Warren Buffett giàu có gấp bao nhiêu lần bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng. Nhưng có bao giờ thấy ông Warren Buffett, ông huân hoang tự đắc hay không? Không. Họ đóng góp cho đời một cách âm thầm giúp đời mà không tự nâng mình lên. Thế bà Nguyễn Phương Hằng là người mới ra khỏi tù. Mới ra khỏi tù. Làm gì mà ở trên đỉnh cao chót vót như thế? Có thể có một số tiền. Mà trong quá khứ chứ không phải bây giờ, trong quá khứ đã giúp một số người giúp đời. Giúp đời là một chuyện tốt. Nhưng lấy cái vị thế của mình có tài sản gì đó mà tuyên bố như vậy thì tôi e rằng bị mất phước. Tôi e rằng bị mất phước. Nói thì có thể đụng chạm nhưng phải nói thiệt như vậy. Tôn giáo nào cũng ngại nhất cái việc mà đưa mình lên. Bà Nguyễn Phương Hằng làm một số việc thiện rất tốt, con người tốt đó, nhưng có phước hay không lại là một câu chuyện khác. Như Lucifer là một thiên thần của ánh sáng, nhưng rồi rớt xuống thành quỷ dữ. Chỉ vì cái gì? Sự kiêu căng, huân hoang tự đắc. Và không biết bao nhiêu người từng làm việc thiện nhưng lại rớt xuống dưới địa ngục chỉ vì gì? Kiêu căng hách dịch, cho rằng mình là tất cả rồi, là cái rốn của vũ trụ, không còn nghe ai nữa hết. Nên câu tuyên bố ở trên đỉnh cao không có rớt xuống thì chính câu đó là câu đã rớt xuống rồi, đã và đang rớt xuống rồi. Thế câu hỏi thứ hai của người bạn là bà Nguyễn Phương Hằng nói rằng là có bao giờ thấy Nguyễn Phương Hằng quốc sai không? Và Nguyễn Phương Hằng mà quốc thì không có trật phất nào, nhất là đối với sự minh tuệ. Bà có quốc sai không? Bà tự biết. Nếu bà không quốc sai thì tại sao bà lại vô trong lò coi như mấy năm, 2 năm? Mình mới bị phải trả giá cho cái việc quốc sai đó của mình mà vừa mới ra tù lại tuyên bố như thế.
thì là cái gì? Nhận thức của mình không có chín chắn. Và người góp ý cho mình đó là phu quân ông Huỳnh Vi Dục trước đây cản ngăn bà: hãy bình tĩnh và dừng lại, bà đâu có chịu. Bây giờ đó, không ai có thể góp ý cho bà được nữa hết, với cái thái độ và sự suy nghĩ như thế của bà. Bà đã quất sai và sai trật lất, bà gây ra tai nạn không biết bao nhiêu là sự thiệt hại. Vậy mà bà cũng không nhận thức được, thì ai có thể góp ý cho bà? Cỡ như ông Huỳnh Uy Dũng thì tôi nghĩ rằng chắc ông ấy mà có góp ý cho bà lần nữa bà cũng tảng lờ. Nên ở đây tôi xin mở ngoặc đóng ngoặc với người bạn: bà Nguyễn Phương Hằng như một viên ngọc kim cương nhé, nhưng còn sắc bén, ai mà không khéo là sẽ đứt tay đứt chân. Mặt lợi cũng có, nhưng mà nếu mà gây ra tai hại thì cũng tai hại kinh khủng lắm. Giống như là một chiếc xe vận tải lớn chở hàng là điều tốt, nhưng mà xe này đang chạy quá nhanh, quá tốc độ mà lại xuống dốc, lao dốc thì gây ra tai nạn thì sẽ hiểu liền thôi. Đó là tình trạng mà bà Nguyễn Phương Hằng đang xảy ra. Tôi đã từng nói rồi, bà Nguyễn Phương Hằng cứ việc mà livestream kiểu như thế này thì chắc là bà nhớ những bát cơm ở trong tù. Tôi từng nói bà cần có một người cố vấn có tâm, có tầm thực sự giúp cho bà nhìn ra để bà trở thành một sự hữu ích cho xã hội hơn. Nhưng bây giờ bà tuyên bố là bà quất phát nào không có trật, thì vừa rồi bà quất như thế bà ở trong lò đó, vậy là không trật à? Rồi bà nói rằng là bà quất thì là sư Minh Tuệ sẽ như vậy đó. Thì bà cứ việc quất đi, xem thử như thế nào. Bà cứ đưa ra bằng chứng sư Minh Tuệ cái gì. Tôi xin nói nha, nói trước nha, bà đưa ra bằng chứng chứ không phải là thuyết âm mưu, conspiracy theory, như một số người cứ suy luận cái này, suy luận cái kia, rồi gán ghép lên trên sư Minh Tuệ, thì tôi cho rằng đó là sự chụp mũ. Bà có bằng chứng thì bà cứ đưa ra. Bà đưa ra bằng chứng là phải thuyết phục. Thuyết phục không phải là những người dân bình thường, mà những người có trình độ, những người ở trong các cơ quan chức năng nữa kìa. Vì cả nhà nước này tôi nghĩ rằng họ đang theo dõi luôn. Những người họ hiểu chuyện và biết sống với đời, họ theo dõi xem thử một người như bà Nguyễn Phương Hằng nói như thế nào. Và ở hải ngoại cũng thế. Những người mà họ mến mộ sư Minh Tuệ không phải là những người trình độ bình thường đâu nha. Tôi nói như thế thì bà đủ hiểu. Bà khi lên tiếng trong vấn đề của sư Minh Tuệ thì bà phải đưa ra bằng chứng, concrete evidence, bằng chứng cụ thể, không phải là thuyết âm mưu nhé. Thuyết âm mưu cỡ như thế với nhiều người chả là cái gì hết. Nên tôi xin trả lời câu hỏi thứ hai của người bạn. Đó là như vậy thì đụng tới sư Minh Tuệ rồi. Thì cứ xem, tôi đã nói rồi, làm chuyện gì đó thì cứ cho chín mùi đi. Bà Nguyễn Phương Hằng đã tuyên bố là bà sẽ đưa ra những dữ kiện thì tôi cũng đang đợi. Khi bà đưa ra rồi thì tôi mới có nhận định chính xác hơn. Thế phần thứ ba, câu hỏi thứ ba, đó là nếu mà bà Nguyễn Phương Hằng mà đánh vào sư Minh Tuệ thì Hoàng Duy Hùng này có bảo vệ sư Minh Tuệ hay không? Hay là như thế nào? Tôi xin trả lời liền. Tôi không có chọn phe, tôi chọn chính nghĩa. Đây là tôi học từ cách nói của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Mà tôi chọn chính nghĩa đó thì đương nhiên á, lý lẽ của bà Nguyễn Phương Hằng và dữ kiện của bà Nguyễn Phương Hằng phải là concrete evidence. Tôi bây giờ là không có đứng về chuyện gọi là
binh hay trống mà đang đợi đợi bà Nguyễn Phương Hằng nói gì. Mà khi bà Nguyễn Phương Hằng mà nói không đúng á, mà gì đó mà tấn công vào một người họ đang tu, để cho họ tu, một vị chân tu không đụng chạm gì tới gia đình dòng họ bà Nguyễn Phương Hằng, không ăn cái gì của bà Nguyễn Phương Hằng. Người ta xin, người ta khất thực, mỗi một ngày chỉ có một bữa thôi, đâu có đụng chạm gì đến bà. Bà phải đưa ra đủ bằng chứng. Bà không đưa ra đủ bằng chứng, bà nghĩ rằng bà có cái tiếng đó và bà có một cái số tiền đó, không ai dám đụng tới bà. Tôi Hoàng Duy Hùng đụng bà đó, nói trước, tôi không có ngại chuyện đó đâu. Mà tôi đụng là tôi đụng đến nơi đến chỗ. Tôi tuyên bố như vậy. Tôi không có đứng về phe nào, tôi chỉ đứng về chính nghĩa. Nếu bà Nguyễn Phương Hằng xiển dương được chính nghĩa thì tôi ủng hộ. Khi mà bà lên tiếng về sư Minh Tuệ, bà phải có bằng chứng hẳn hoi. Còn bà không có bằng chứng hẳn hoi thì bà hãy nhớ, một trong những viên gạch đầu tiên bà phải bước qua đó là Hoàng Duy Hùng. Xin trả lời với người bạn như thế. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.